chạy đi. Khóc rồi chạy thôi. Your team has destroyed a tower. The wreck. Alright. Hai. Vậy thôi. Luôn ăn luôn, ok nhá. Chơi nó hết chiêu kìa. Má kè 40-50 thằng. Trời ơi. Cái đập đâu? Chết hết. Cái đéo gì mà chết, từ khúc chơi đi về đây mà nãy giờ chưa có đập, đập có 4 giây chứ nhiều. Ôi đâu. Về 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 đập đi nó. Về đi, về đi, về đi, đừng solo kill nữa. Giết ngược á, nó qua kìa. Vidalin, Kosunyan, Kozi. Được rồi, được rồi. Được rồi. À, đứng vòng nó chết hết chưa. À, kém thế. Nếu bây giờ chủ động hết. Công ty đâu công, tụi mày quýt mà giấu mẹ cái ti rồi công. Giỡn nghe em hả? Ui bắn hết anh, bắn hết bắn hết. Tụi má quýt anh công mẹ giấu anh ti đúng kỹ luôn á. Vừa anh ti xong. Mẹ thấy cái ti xanh này xanh nét. The Phoenix has left the clouds. Má, cái bàn đi, không anh ti đi. Đừng có đơm con lâu, đơm mấy con sau thôi. Trọng này. Ba mươi giây có, 30 giây có ult nha. Nãy đi công thì có nhiều lùm nhá. Bắn trúng đạn con này là lùm mà. Ult nguy cố, Yana lui thế à? Rồi. Lùi lùi lùi, biến về không đứt á. Đứt rồi. Cộng đâu cao lên, cao tụ má, quấn chục bọt nhìn kìa. Má, quấn chục bọt nhìn nó còn sâu hơn AD nữa. Chơi nó luôn, nó lão này, chơi luôn. Nó có thanh tẩy á. Má chết rồi, chết. Thương luôn rồi. Quấn mạnh nó còn kỹ hơn em nữa. I heard the ocean's team is strong, but I'm stronger. Our tower is under attack. Your tower has been destroyed. All right. My bullets are. You have defeated an enemy. Ui, con lính cho máu trời ơi. Cao lên anh, đứng trước cái mặt nhà lính á. Ừ. Đó, đập đi. Đập một con lính. Đập chiếu một đi. Ui dồi ôi. Đấy, hay đó. Có như vậy thôi, gọi vô hồi máu xong ra. Má, có như vậy á không ra. Em nghĩ không chỉ, chắc là anh Công đứng sau nhà chính đập anh đi quá. Nó dễ mới liền ra mà không biết quýnh luôn. Về đi, về đi. Chết, tốt rồi. Được.
Đúng quá. Tao trên meta à? Quýnh má cái cơ bản nhất của một cái quýnh thôi luôn, còn đéo biết nữa sao mà quýnh. Cóc kìa. Nó mất lâu rồi ăn được luôn á, mất lâu ESU rồi. Thằng đi. Bảo quýnh 3. Ra, ra cái cóc đi, Lubu ra lấy cóc đi. Cái lão kìa. Thôi bỏ. Nó nghe đi. Đúng rồi. Tỏi nó có chừng gì. Mẹ mày cút nữa rồi. Mày quá lồ mày ngu. Lùi luôn ăn, lùi luôn, lau xuống. Đồ lâu nháy hoài nó đúng ăn lâu lắm. Bắn được không anh? Mày lô cái gì vậy? Lão à? Lên luôn, lên luôn. Từ nè, tại ta tiên nghe sâu đầu lúc đó nè. Má ông gì nào, ông rùa rồi, ông rùa. Má ông rùa sớm quá vậy. Ông cho đứng nó ngắm, xong tôi bắn nó không vô. Ông rùa đi sớm vậy. Vào được không? Một tên. Này nè. Không cần. Nè, được á. Có chưa hai, kè luôn. Thủ luôn nha, thủ ra. Lão. À, bắn đi luôn. Đỉnh quá. Mà má toàn thánh ngủ đây, ngủ đây. Má anh Công đánh game, anh Công sẽ chết anh Công. Đánh mạnh mẽ lên nào. Chết mẹ, anh sao? Anh sao đấm anh bao đàn. Long trời lửa đất. Lâu thể hiện à. Công này có sắc tinh chuẩn anh em ơi, đam to lắm, đam nó giật trên dây to. Ăn tinh công để giao tranh thôi, tinh công meta này, tinh công giao tranh anh em ạ. Meta này tinh công giao tranh á. Nó không phải tinh công được má đẩy đường rồi. Nó có đẩy đường luôn, bắn vô trụ cái nó câm lặng 3 giây trụ. Tèm nó một con lâu biết chơi game mà. Tèm nó quýnh có hay đâu má, quýnh nhường thế trận quá, quýnh mà quýnh sụt bòn kiểu cảm giác. Má đi tới cái lùm xong bị tèm nó mẹ bắn mất máu cái chạy luôn. Ném tiêu luôn, nhường cho ta cái lùm đó luôn. Cái mẹ nó lấy cái lùm đó nó ép đĩa luôn cái đường mình. Nếu mà mẹ nó dùng chiêu để giết sụt bòn là hết chiêu, mẹ tèm mở con bát tới là tèm nó thua. Giờ chỉ có như vậy thôi, hoặc là hai bên dừng lùm cho nhau. Choose your lane. Má mày lừng nó đần á, mày lừng nó đần chừng chị hụt á, chừng chị như con tám cho máu hay nhiều á, bắn cái ăn luôn. Em nó bị lag em ơi.